Xin chào anh em thân mến của Mr. Xuôi. Trong bối cảnh thế giới đang có sự thay đổi rõ nét bởi cuộc chiến giữa Nga và Ukraine, mọi thế lực đều bị cuốn vào thế trận, chưa rõ ai sẽ là kẻ thắng. Nhưng không thể không nói, Ukraine đang giành được kha khá sự ủng hộ từ nhiều ông lớn của thế giới. Cả NATO và EU đều đang là chỗ dựa vững chắc cho cuộc chiến chống Nga của chính quyền Kiev. EU đã đưa ra những lệnh trừng phạt và áp đặt lên nền kinh tế, quân sự nhằm tiêu hao sinh lực của Nga trong trận chiến. Nhưng trên thực tế thì áp lực lại đang đè nặng lên vai EU, trong khi Nga không chịu quá nhiều ảnh hưởng như Liên minh châu Âu mong đợi. Thậm chí, hành động chống Nga của châu Âu không khác gì hành vi lấy đá đập chân mình. Sự trừng phạt được cho là sẽ đặt ra thách thức mới cho ngân sách và nền kinh tế Nga, nhưng cũng sẽ gây ra những tổn thất không hề nhỏ đối với chính châu Âu, thậm chí cả thế giới. Các nước EU đang phải đối mặt với tình trạng giá năng lượng tăng cao và lạm phát tăng vọt, do áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Moscow và chính sách từ bỏ nhiên liệu của Nga. Trong bối cảnh giá nhiên liệu chủ yếu là khí đốt, ngành công nghiệp ở châu Âu phần lớn đã mất đi lợi thế cạnh tranh. Điều này cũng gây ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Liên minh châu Âu dường như đang tự bắn vào phổi của mình khi đưa ra một hành động thiếu suy xét. Ngay sau khi Nga mở chiến dịch hôm 24 tháng 2, EU đã nhanh chóng nhắm vào kho tiền của Moscow thông qua các biện pháp trừng phạt sâu rộng. 6 gói trừng phạt đã được đưa ra, bao gồm đóng băng tài sản và cấm thị thực với một số nhà tài phiệt cùng quan chức Nga, kiểm soát xuất khẩu, đóng băng tài sản ngân hàng trung ương, loại Nga khỏi hệ thống giao dịch SWIFT, cũng như lệnh cấm nhập khẩu dầu và than của Nga. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói rằng các lệnh trừng phạt chống Nga của EU, bao gồm với các mặt hàng dầu mỏ của Moscow, đã gây ra tác dụng ngược khi chúng còn gây thiệt hại cho châu Âu nặng nề hơn cho Moscow. Các biện pháp trừng phạt không giúp ích được gì cho Ukraine. Ngược lại, chúng còn gây hại cho nền kinh tế châu Âu. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, chúng sẽ bóp nghẹt nền kinh tế châu Âu. Nghị sĩ Ireland Mitch Crowley cho biết trên Twitter rằng chính sách chống Nga của Liên minh châu Âu đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với những công dân bình thường. Ông Mitch Crowley lưu ý, báo cáo nói rằng 21,9% công dân EU có thể rơi xuống dưới mức nghèo khổ. Nhưng liệu các nước đó có kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng không? Chúng ta sẵn sàng chiến đấu với Nga đến người Ukraine cuối cùng, đồng thời khiến công dân của chúng ta cũng phải chịu đựng. Điều này thật điên rồ. Phải biết, giá trị của đồng euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 năm kể từ khi EU áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế chưa từng có đối với Nga. Lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu đã chạm ngưỡng 8,6% vào tháng 6, mức cao nhất kể từ khi khối này được thành lập năm 1999. Ngày 12 tháng 7, đồng euro đã giảm xuống mức gần bằng với đồng đô la. Trong khi đó, đồng rúp của Nga mạnh hơn so với trước khi nước này triển khai chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng Ukraine. Và cho tới thời điểm hiện tại, đồng tiền này vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc. Nền kinh tế châu Âu vốn đã phải chịu tác động bởi một loạt nhân tố, trong đó có nhu cầu đang giảm dần ở Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của châu Âu. Tiếp đó là cuộc chiến ở Ukraine cùng với giá thực phẩm và năng lượng tăng cao, khiến liên minh này gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Việc chống đối Nga ở thời điểm hiện tại có thể nói là nước cờ sai lầm của EU. Giá năng lượng vốn đã tăng cao trong nửa sau năm 2021, khi các nền kinh tế hàng đầu dỡ bỏ lệnh cấm vận vì Covid-19, nhưng chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine khiến khó khăn ngày càng gia tăng khi EU, Mỹ và Anh tìm cách cô lập Nga về kinh tế. Chúng ta cần phải nhớ rằng, châu Âu vẫn phụ thuộc lớn vào Nga về nguồn cung năng lượng, và Tổng thống Vladimir Putin đã phản ứng với các lệnh trừng phạt bằng cách cắt giảm nguồn cung khí đốt. Sau khi lệnh áp đặt được đưa ra, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt qua đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc 2 tới Đức và đường ống Nord Stream tới Bulgaria, cũng như cắt nguồn cung tới Ba Lan qua đường ống Yama. George Buckley, một nhà kinh tế học của Nomura nhận định, châu Âu đang đối mặt với những điều kiện mang tính toàn cầu về giá năng lượng và lạm phát tăng, nguy cơ địa chính trị và bất ổn tăng, khiến chúng tôi tin rằng các nền kinh tế châu Âu sẽ cùng chịu chung số phận với Mỹ, đó là suy thoái. Craig Rogeri, Phó Chủ tịch Viện Tài chính Quốc tế, có trụ sở ở Washington, Mỹ, tin rằng ảnh hưởng của các biện pháp trừng phạt có lẽ không quá nghiêm trọng như dự tính ban đầu. Nga có một đường tránh hoàn hảo là xuất khẩu năng lượng. Bởi bất chấp những đòn trừng phạt liên tiếp từ châu Âu trong hơn 10 tháng qua, Nga vẫn tiếp tục thu về hàng tỷ đô la từ xuất khẩu năng lượng, trong khi chiến dịch quân sự ở miền đông Ukraine chưa có dấu hiệu kết thúc. Dù giới chức EU nhấn mạnh vẫn đoàn kết trong lập trường về Ukraine, lãnh đạo các nước thành viên trong khối dường như ít có xu hướng hành động tập thể và ngày càng tập trung vào các vấn đề trong nước.
Điều này làm dấy lên nhiều hoài nghi về tương lai nỗ lực hỗ trợ Ukraine của châu Âu. Nhưng có thể thấy, sau một thời gian dài thì sự nhiệt tình của EU đối với các lệnh trừng phạt Nga đang dần khiến người dân EU mệt mỏi vì phải gánh chịu hậu quả của chính các biện pháp này. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói với tờ Telegraph của Anh rằng sự thống nhất về các biện pháp trừng phạt Nga đang bị lung lay trong EU bởi Liên minh châu Âu đã cạn kiệt mục tiêu cho cuộc chiến kinh tế của mình. Thủ tướng Estonia thừa nhận việc đưa ra các biện pháp trừng phạt Nga ngày càng trở nên khó khăn hơn bởi không còn nhiều yếu tố mà chúng tôi có thể trừng phạt. Đó mới là vấn đề. Bà Kallas cũng đổ lỗi cho sự mệt mỏi của chiến tranh và các vấn đề trong nước đang gia tăng là nguyên nhân khiến người châu Âu giảm quan tâm đến việc trừng phạt Nga. Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt bất kể thiệt hại đối với các nền kinh tế và công dân EU đã khiến khối này phải gánh chịu những hóa đơn năng lượng tăng vọt và lạm phát phi mã. Thủ tướng Kallas trấn an rằng đa số mọi người hiểu lạm phát giống như thuế chiến tranh. Chúng tôi có trả khoản này bằng đồng euro, trong khi người Ukraine đang phải trả bằng mạng người. Mặc dù vậy, các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao dự kiến gia tăng khi mùa đông đến gần. Các nhà phê bình cho rằng một cuộc xung đột ủy nhiệm của NATO đã phát sinh ở Áo, Italia, Pháp và Cộng hòa Séc. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán kịch liệt lên án sự tự gây tổn hại về kinh tế do các lệnh trừng phạt năng lượng gây ra, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao về quan hệ quốc tế Zoltán Kovács ví các biện pháp này giống như thả một quả bom nguyên tử xuống nền kinh tế Hungary và cả nền kinh tế châu Âu. Hungary được miễn trừ đối với giới hạn giá dầu khí được đưa ra cùng gói trừng phạt mới nhất vì nước này nhận khí đốt qua đường ống chứ không phải bằng đường biển, mặc dù nhiều quốc gia EU không còn nhận được khí đốt Nga sau vụ phá hoại Nord Stream 1 và Nord Stream 2. Các nhà phân tích tại ngân hàng đầu tư Mỹ JP Morgan Chase tuần trước cho biết Nga có thể khiến giá dầu tăng rất cao nếu nước này cắt xuất khẩu để đáp trả những nỗ lực nhằm áp giá trần của G7. Các nhà phân tích, trong đó có nhà phân tích Natasha Kevenva, nhận định giá dầu có thể tăng gấp 3 lần lên 380 đô la một thùng nếu Nga cắt giảm 5 triệu thùng dầu một ngày. Chính phủ Nga có thể sẽ đáp trả bằng cách cắt giảm sản lượng để gây ra tổn thất kinh tế cho phương Tây, quyết định thắt chặt thị trường dầu toàn cầu nằm ở Nga. Các nhà kinh tế học Kai Newfield và Jonas Keck thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Kinh tế nhận định chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã gây ra một cuộc khủng hoảng thực sự trên toàn châu Âu, đồng thời cho biết có ít nhất 200 năm khả năng châu Âu rơi vào suy thoái. Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đặc biệt dễ tổn thương bởi Nga kiểm soát đường ống dòng chảy phương Bắc 1. Đường ống này dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 11 tháng 7 để bảo trì hàng năm theo kế hoạch. Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết tuần trước rằng chính phủ nước này lo ngại Nga sẽ từ chối mở lại đường ống, một động thái có thể gây ra thiếu hụt năng lượng vào mùa đông. Rõ ràng, trong trường hợp châu Âu thiếu khí đốt, một cuộc suy thoái nghiêm trọng sẽ ở ngay trước mắt. Đó là bởi các nước châu Âu có liên hệ chặt chẽ với nhau không chỉ qua mối quan hệ về năng lượng mà còn qua chuỗi cung ứng có sự liên kết cao. Các nhà phân tích Newfrist và Keck nhận định, việc thắt chặt nguồn cung khí đốt sẽ dẫn đến giá năng lượng tăng đối với người tiêu dùng, gia tăng sức ép lạm phát và gánh nặng cho từng hộ gia đình. Đó đều là những rủi ro dẫn tới lạm phát. Các nước châu Âu phụ thuộc vào khí đốt Nga đang chạy đua để tìm các nguồn cung thay thế. Chính phủ Đức hy vọng rằng hai trạm khí đốt nổi có khả năng tiếp nhận khí tự nhiên hóa lỏng sẽ đi vào vận hành trong mùa đông này. Có thể thấy, việc áp đặt lệnh trừng phạt của EU được cho là không hề sáng suốt mà chỉ muốn ăn theo dòng sự kiện để chứng minh đẳng cấp của mình, trong khi không suy xét tới tình hình đất nước. Nước đi sai đã kéo theo sự sụt giảm của cả một nền kinh tế. Anh em nghĩ sao về điều này? Hãy cho Mr. Xuôi biết cảm nghĩ của anh em dưới phần comment nhé! Đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ Mr. Xuôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em!